chào các bạn đã đến hoặc quay trở lại với Smart World. Với chiếc Cebu Intel Core 9 12.000K, đây là đại diện đầu bảng trong thế hệ Anelec. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không đánh giá chi tiết về chiếc Cebu này nhá, mà chúng ta sẽ đi unbox chiếc bom máy chủ Asus TWeb Gaming Z690 Plus Wi-Fi phiên bản D4 để xem là chipset Z690 mới nhất này sẽ có những công nghệ, có những đặc điểm gì nổi bật. Và tất nhiên rồi, các chipset mới lúc nào cũng sẽ được trang bị những công nghệ mới nhất, tân tiến nhất đúng không nào? Và tất cả những dòng bom máy chủ sử dụng chipset Z690 không phải là ngoại lệ. Ở đây thì các hãng cũng sẽ tối ưu làm sao để có thể vận dụng hết sức mạnh của những vi xử lý Intel thế hệ 12 Anderlecht. Quay lại một chút về nhân vật chính đi. Ở đây chúng ta có chiếc Asus TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi phiên bản D4. Và mình cũng đã chuẩn bị sẵn một chiếc bom máy chủ thế hệ cũ TUF Gaming Z590 Plus Wi-Fi. Các bạn nhìn thấy vỏ hộp không khác biệt nhau quá nhiều đúng không? Thế nhưng ở chiếc TUF Gaming Z690 Plus Wi-Fi đã được hãng làm nổi bật công nghệ mới nhất ở trên phía mặt trước của phần vỏ hộp. Như ở đây là sẽ support Intel thế hệ 12 này, sử dụng chipset Z690, support CPU socket Vega 1700, Intel Optane, DTS, HDMI, Wi-Fi 6 thì tất nhiên là có rồi. Đặc biệt là sẽ là PCIe 5.0, cùng với đó là hỗ trợ Windows 11 luôn. Có nghĩa là các bạn có thể cài luôn Windows 11 mà không cần update BIOS. Aura Sync và RGB Gen 2. Thì cái RGB Gen 2 này thì mình sẽ gửi đến cho các bạn ở một video tiếp theo khi đánh giá chi tiết về chiếc bom máy chủ này. Về phía mặt sau đi, các bạn nhìn thấy mặt sau sẽ không có thay đổi quá nhiều, vẫn sẽ là những thông số nổi bật nhất mà hãng trang bị cho những chiếc bom máy chủ này mà thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ mở hộp chiếc bom máy chủ này nhé. Về phần đóng gói thì cũng không khác nhiều so với thế hệ cũ. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái anten Wi-Fi. Tên Wi-Fi này, đệm cao su, ốc M2. Ở đây chúng ta sẽ có hai cọng cáp SATA nữa. Mình sẽ để nhân vật chính trong đây nhá. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ được hãng cho một tấm sticker như này, sách hướng dẫn, một cái đĩa driver. Nếu như mà hãng cho một cái USB thì có lẽ là tốt hơn. Một cái chứng chỉ quân đội. Tất nhiên rồi, dòng TUF Gaming nào cũng sẽ có cái chứng chỉ như thế này. Rồi thì mình sẽ bỏ cái này qua bên đi. Này, và đây là nhân vật chính của chúng ta. Điểm qua thì các bạn có thể thấy là nó sẽ không khác biệt quá nhiều so với Z590. Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất là ở phần chipset. Nó đã được cho một cái tấm mica trông nó ngầu, nó đẹp hơn. Rất tiếc nó sẽ không có LED đâu các bạn nhé. Về tổng quan thiết kế, hãng vẫn giữ cho mình đấy là một cái tông màu đen làm chủ đạo. Và cự trang bị vào đó là hai khối tản nhiệt bằng kim loại kích thước lớn để có thể tản nhiệt tốt phần mạch VRM phía bên dưới, với cấu hình là 14+1 phase 80A power state, cùng với đầu cấp nguồn 8+4 pin có thể cung cấp tốt điện năng cho các vi xử lý Intel thế hệ 12 Anderlecht. Asus cũng đã cực kỳ tinh tế khi trang bị 8 lỗ để bắt đế tản nhiệt. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng được tốt các loại tản nhiệt thế hệ cũ. Nhìn sang một chút đến phần RAM, ở đây RAM chúng ta sẽ hỗ trợ support lên tới 128GB DDR4. Ở đây cũng có nhiều bạn thắc mắc là tại sao bom máy chủ chúng ta sẽ có hậu tố D4. Thì D4 đây là chiếc bom máy chủ sẽ hỗ trợ RAM D4 chứ không phải RAM DDR5. Như các bạn cũng đã biết thì thế hệ thứ 12 Intel sẽ hỗ trợ và support RAM DDR5 đúng không nào? Nhìn phía bên dưới chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 khe PCIe M2 4.0, trong đó có 3 khe được trang bị giáp tản nhiệt. Nổi bật trên dòng bom máy chủ này là giao tiếp PCIe Express 5.0, có thể nói là mang tốc độ nhanh nhất ở thời điểm tại. Giao tiếp PCIe Express 5.0 được hãng ưu ái khi bọc thép gia cường với khe cắm đầu tiên. Tiếp đến là 4 khe cắm PCIe nhưng chỉ ở chế độ Gen 3 mà thôi. Điều này cũng khá đầy đủ cho các nhu cầu cơ bản, với một khe PCIe X16 chạy ở chế độ X4, một khe PCIe X4 và hai khe PCIe X1. Các ổ cứng SATA dạng phổ thông vẫn được hãng trang bị đến 4 khe cắm, được bố trí đều khắp trên main. Phần cổng IO được trang bị khá đầy đủ với một USB 3.2 Gen 2X 2 Type-C, hai USB 3.2 Gen 2 Type-A, 5 cổng USB 3.2 Gen 1 với 4 cổng Type-A và 1 cổng Type-C, hai cổng xuất hình ảnh và các cổng cắm phổ biến, cùng với đó là cổng mạng LAN 2.5G cùng với chuẩn Wi-Fi 6. Như vậy là mình vừa đem đến cho các bạn những thông tin và những công nghệ mới nhất của dòng bom máy chủ sử dụng chipset Z690 mới nhất.
và sẽ đón chờ hệ Intel 12 Adelaide. Và các bạn muốn mình đánh giá chiếc bom máy chủ này trên vi xử lý nào, i3, i5, i7 hay là i9 thì hãy để lại comment ở phía dưới video. Nếu như thấy video ích thì đừng quên cho mình một like, một share, một sub. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.